Xin chào các bạn, hôm nay có một bạn khách nam đến tìm một cây đàn nhỏ gọn cho cái không gian nhà bạn, nhưng mà yêu cầu là nó vẫn phải bảo đảm là cái độ hay. Thành ra là Nguyên của bên Hoàng á cũng đang tư vấn cho bạn là lấy cái cây Roland DP90 này đi và đang thử tiếng cho bạn nghe nè. Sau khi thử tiếng cũng như là tụi Hoàng đã tư vấn kỹ càng thì bạn tin tưởng và bạn quyết định chốt cọc cái cây Roland DP90. Đây là bạn Nguyên đang viết hóa đơn cho bạn và các phiếu bảo hành. Tập chép bài ha. Cái khách nào cũng đến mà đi tập chép bài vậy hạnh phúc mà người nào. Thì chuẩn bị một chút nữa là tụi Hoàng đi giao đàn cho bạn đây. Bạn khách này nói là đã xem nhiều clip của Hoàng trên YouTube rồi, thành ra là phần nào là Hoàng hiểu và bạn đã có cái thiện chí từ trước, thành ra là khi mà qua đó gặp cụ thể là có gặp Hoàng luôn, thì bạn cũng cảm giác là tin tưởng hơn nhiều. Thì cái hôm nay mà bán cho bạn đó Hoàng hiểu là do là người ta đặt niềm tin nơi mình. Đầu tiên là Hoàng rất là cảm ơn các bạn đã xem YouTube của Hoàng. Cảm ơn bạn đã mua hôm nay vì các bạn đã tin tưởng Hoàng. Thì đương nhiên rồi, ai tin tưởng Hoàng á thì Hoàng phải càng ngày càng chắt lọc về mặt sản phẩm hơn nữa, càng ngày càng hoàn thiện về mặt sản phẩm hơn nữa, về mặt dịch vụ hơn nữa để mà không phụ lòng cái sự tín nhiệm của mọi người dành cho Hoàng, dành cho cửa hàng của Hoàng. Đương nhiên cũng không thể tránh được những cái sai sót hay là sản phẩm, cũng không thể nào bảo đảm được là 100% trong quá trình sử dụng của các bạn tại nhà mà nó không bao giờ bị lỗi, thì cái đó làm sao mà có thể chắc chắn được, đúng không các bạn? Nhưng mà Hoàng cam kết là gì? Cam kết là sẽ cố gắng khắc phục. Khắc phục không được, Hoàng nói thiệt là Hoàng lấy xe Hoàng thu cái đó về và Hoàng đổi một cái khác cho các bạn, dễ không? Hoàng thấy là cái chuyện đó là Hoàng làm được. Trong cái diện rộng Hoàng bán mà nghìn cây mấy nghìn cây thì Hoàng sợ, chứ còn thật ra Hoàng bán cũng đâu có được đó cái số lượng đó đâu, Hoàng cũng bán vừa vừa đủ thôi. Đàn đẹp ở trên thị trường nó thẳng ra là không có nhiều đâu bạn, đàn đẹp trên thị trường á nó có một cái số lượng nhất định, có số lượng giới hạn thôi chứ chưa có đại trà được. Do đó là Hoàng cũng chỉ bán được một số lượng nhất định. Mà vì vậy mà cái việc mà bảo hành, bảo trì cho các bạn là nằm trong tầm tay của Hoàng.
cuối cùng thì cũng đã giao xong cho bạn rồi thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu các bạn có nhu cầu, các bạn cứ đến cửa hàng của Hoàng nha.